Mời các bạn nghe tiếp phần 6, câu chuyện của nàng thê, chuyện dài của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, giọng đọc tác giả. Buổi tối hôm đó, trăng lên ngàn ngạt trên bến sông, gã trai rút cây sáo dắt trên mái lều ra đưa lên môi. Khi gã rút cây sáo xuống và rồi đưa sáo lên môi, thanh âm chưa tỏ. Chỉ có gió và trăng đổ vàng xuống bến bãi mà tôi đã thốt nhiên rùng mình. Tôi không hiểu tại sao lại rùng mình. Tôi bỗng chốc ngồi ngây ra như bị thôi miên. Trí não bung ra những giọt quên, bung ra như những tia vàng lấp lánh soi rọi nhân gian. Tiếng sáo vút lên cao như trêu ngươi, như nhắc nhớ. Ngoài trời sương hoa bay lất phất, nàng sẽ cho ai tất cả tình yêu, để lòng ta lệ rơi chua xót. Xin hẹn nàng một kiếp phù du. Tôi ngồi dựa vào bức vách của căn lều, không dám động cửa. Tôi cứ tựa lưng như vậy để trí não đuổi theo tiếng sáo. Sao tiếng sáo này tôi nghe quen lắm, như chi âm chi kỷ, như bông hoa hòe lặng lẽ bung nở dưới bầu trời đầy trăng sao, như đưa con người ta về lại bến bãi thân quen. Gã trai ngồi ngoài lều trên một cái ụ rơm khô. Hình như phía bên ngoài lều có tiếng người lao sao rồi lại im bặt. Gã cứ ngồi thổi sáo, mặc ai nghe, mặc ai nhớ nhung thổn thức. Hẳn trong cái làng thưa thớt vài chục nóc nhà mà khi chiều tôi đã quan sát thấy kia, cũng có những cô gái đang lắng nghe tiếng sáo gã trai thổi. Hoặc là cũng có những cô gái hay những thiếu phụ vắng chồng đang thao thức. Tôi có thể cảm nhận được điều đó khi tựa lưng vào vách lều, nhìn ra bên ngoài, nơi có bóng người con trai đang mặc lòng thổi khúc. Ngoài trời sương hoa rơi lạnh. Đúng vậy, tôi đã nhớ ra, đó chính là ngoài trời sương hoa rơi lạnh. Dõi theo bóng nàng khuất sau màn sương, sương hoa ấy lạnh hơn tuyết trên đỉnh núi. Trái tim nàng lạnh hơn cả sương hoa, để lòng ta lệ rơi chua xót. Tiềm thức tôi bật mở, tim tôi ngừng đập. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh căn lều. Tại sao nơi đây lại có bài ca của phái Xuân Tương Khúc? Tại sao đêm nay, lúc này, tôi lại thả lỏng cơ thể mình ở chốn cô tịch? Và rồi tôi hoảng hốt nhận ra, đêm nay chỉ có mình tôi ở tại căn lều này cùng một người đàn ông xa lạ. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, tôi không thể đi đâu với bộ dạng này, mà tôi đi đâu được. Tôi không hề có chút hiểu biết gì về thế giới bên ngoài kia. Tôi giống như một trẻ sơ sinh vừa thoát thai khỏi cơ thể mẹ nước. Tôi được quấn bằng một tấm lưới, khoác bên ngoài chiếc áo đàn ông rộng thùng thình. Tôi sẽ trở thành một kẻ khôi hài trên bất cứ nẻo đường góc phố nào. Tôi bật khóc. Tiếng sáo bỗng ngưng bặt. Gã trai đứng sừng sững trước cửa lều. Sao vậy? Cô mệt cứ nằm nghỉ trên trõng nhé. Đêm nay tôi ngủ thuyền. Nước mắt tôi vẫn rơi ướt đẫm gương mặt. Tôi đờ đẫn nhìn gã, hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Tôi là ai? Gã lắc đầu. Tôi không biết. Tôi nói rồi, tôi lưới phải cô dưới sông. Khi ấy cô gần như đang chết. Tôi kéo cô lên thuyền, mà thuyền suýt lật. Tôi phải vác cô như vác tảng đá nặng, mãi mới lên được bờ về nhà. Mà cô đã mở miệng rồi. Tiếng của cô nghe thanh thoát. Dáng cô, gương mặt cô rất đẹp, chứng tỏ cô có gốc gác thanh cao, như hình thể thanh âm của cô vậy. Đây là nhà của anh sao? Gã nhún vai cười. Cô ngộ nhỉ, gọi là nhà hay lều hay cái ổ cũng được. Cô quen dùng từ nào thì cứ việc.
rồi gã quay ra phía ngoài. Tiếng bước chân lướt trên thảm cỏ, nhẹ như loài báo. Tôi khi ấy sực nhớ ra những việc của đàn bà con gái. Tôi đứng lên, dọn cái chõng, rồi tìm cái nơi được gọi là nhà tắm. Nhà tắm của gã trai tình toàn, chỉ được che bằng mấy tấm lá dừa. Bên trong là mấy viên gạch, được bác gọn gàng, đều tăm tắp, nhưng không có gắn bất cứ vật liệu nào. Có một chum đầy nước và cái gáo nhỏ. Tôi gỡ cái tấm lưới, nhưng không làm sao gỡ được. Tấm lưới thít chặt vào thân thể tôi, không tìm được một mối sợi nào để bật ra. Tôi chạy vào khu bếp tìm con dao hay cái kéo, hay bất cứ vật gì có thể cắt. Có một con dao dựa nằm trên bàn. Nó nằm đấy câm lặng như đã nằm ở đấy hàng trăm ngàn kiếp. Tôi thốt nhiên rùng mình. Toàn bộ thân thể mảnh như sợi lau của tôi bỗng chốc run lên như phải cảm. Con dao. Phải rồi, tôi đã nhìn thấy con dao này ở đâu đó. Giống như khi ta gặp lại một vật gì đã từng ở trong tiềm thức. Trí não tôi trong phút giây bị tê liệt, bị sưng phồng, rồi lại bị đóng băng như một nấm mồ giữa một vùng núi tuyết. Tôi run run cầm con dao lên ngắm nghía. Thốt nhiên gã trai từ đâu nhảy bổ vào, giật phắt con dao khỏi tay tôi. Mắt gã long lên, giống như tôi đang phạm phải vật quý của gã. Cô không được động đến con dao này. Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Vì sao? Con dao này, cô không được phép động vào. Tôi nói rồi đấy, cô không được phép động vào con dao này. Tôi bực mình ngồi phệt xuống nền đất. Gã trai như cố tình không nhìn thấy vẻ bực mình của tôi. Gã ôm con dao lên tay như báu vật, sờ nắn một lúc thì để lại trên bàn, như không biết sợ tôi có thể lại cầm lên và sử dụng con dao ấy. Mà báu vật kiểu gì lại để ngay trên bàn? Không ai ở cùng thì cũng có thể có những người ra vào cái lều này. Không lẽ gã không bao giờ có khách? Lúc đi vắng thì lều chỉ khép cánh cửa che lại, ai ngang qua cũng có thể bước vào xin gáo nước mưa. Mà gã còn con dao nào khác nữa không nhỉ? Nhớ ra cách gã rút dao trên mái lều, rồi lại rút cây sáo cũng trên mái lều. Tôi thử nhìn lên mái lều chỗ đặt bếp. Đây rồi, những hai con dao to nhỏ được dắt chỉ hở cái chuôi gỗ. Tôi gỡ cái tấm lưới, nhưng không làm sao gỡ được. Tấm lưới thít chặt vào thân thể tôi, không tìm được một mối sợi nào để bật ra. Thật lạ kỳ, những sợi tơ không hề bị đứt. Mũi dao nhọn sắc như vậy mà không sao cứa được mấy cái sợi tơ mỏng mảnh, là sao vậy? Tôi bất lực ném con dao xuống đất. Tôi nhìn quanh, không thể cầu cứu được ai. Tôi ôm đầu, ngồi bất động bên cái chum nước tắm. Tôi không có gì cả. Tôi không nhớ tôi là ai. Và tôi đang phải dựa vào một gã đàn ông xa lạ. Dưới thuyền, gã trai đang vắt vẻo ngồi trên tấm ván. Trời đầy sao và từ trên căn lều này tôi có thể nhìn thấy gã đang lau chùi cây sáo. Rồi gã đưa sáo lên môi, tiếng sáo lại khắc khoải vang lên trên sông. Hay chính lòng tôi giờ đây đang khắc khoải. Nước reo vui như đang được nhảy múa trên thân thể tôi. Tôi dùng cái gáo múc nước, tưới khắp lên thân thể mình. Tiếng nước chảy lắc rắc trên thân thể vẫn được quấn bằng tấm lưới, như nhịp hòa âm cùng tiếng sáo bay vi vút dưới sông. Trong lúc dội từng gáo nước lên cơ thể mình, tôi loáng thoáng nhìn thấy một bến sông, nhìn thấy đôi ba gương mặt hình như rất quen thuộc, và nhìn thấy con thuyền độc mộc đang rời bến. Thân thể tôi đã được sạch sẽ. Tôi ngả người lên chiếc chõng tre, duỗi mình khoan khoái. Tôi thiếp ngủ lúc nào không biết. Các bạn vừa nghe xong phần 6 câu chuyện của nàng thê của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Mời các bạn đón nghe phần tiếp sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.